Em vào nhá. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với hôm nay Nhân Tâm sẽ đại chiến với Dâm Thắp TV và mà Bia mọi người. Bia rồi ạ. Hôm nay chúng tôi có mời đến đây làm cơ thủ là cơ thủ anh Beo đến từ Lạng Sơn. Đấy. Và người đi bóng tiếp theo xin mời cơ. À rồi, thế thì hết điểm rồi. Anh điểm ạ. Anh lấy cái nơ. Linh này lấy các cái nơ cái. Để hôm nay xử lý đội Dâm Thắp đội này. Anh đưa cho em túi chất đây. Trong kia. Lâu nói chung là chơi này vui đầu rồi. Đây sau khi anh em mình tham gia vào một tiểu phẩm hài của Dâm Thắp TV thì hôm nay anh em Dâm Thắp TV lên đây chơi mọi người ạ. À mọi người nhớ đón xem thiếu ra chấm phẩy của anh em Dâm Thắp TV và trong đó cũng có anh em Tam Mao TV tham gia. Rất là lần đầu tiên anh em Tam Mao TV đi đóng phim nhá. Lần đầu tiên đóng phim. Đối đầu thẳng với ở Dâm Thắp luôn. Ăn mấy mùng mấy ra đấy? Mùng đánh điểm mà. Bốn. Một chưa chứ? Không đánh điểm chứ lại đánh bằng. Cộng vào điểm. Chẵn lẻ đi. Chẵn lẻ đấy. Khó đấy nhỉ? Hết bàn rồi. Hết gì? Chẵn lẻ lâu đấy. Chẵn lẻ chơi. Chẵn lẻ còn chơi hết bàn. Ôi giời, kiểu thế nào? Em nhỉ? Cô ạ. Ê, mau để. Thế thôi. Em không biết bàn đâu. Cứ bàn. Anh với mày mà một bên mà chiến luôn thắp cái bánh ướt người luôn vỡ bì luôn. Mà này chơi đi. Mà đây xin mời. Bên này ăn chắn rồi à? Bên này ăn chắn rồi nhá. Phi vào chưa? À, xin mời cơ thủ Mao đệ. Đâu củ đấy. Cơ thủ thi đấu ở đấu trường không? Con này ăn cuối. Lẻ nhưng mà ăn cuối. Con được 15 mà. Một ăn cuối được anh. 15 hoặc 1 đều được. Được 15 được. Vâng. Thưa quý vị các bạn, là đây là cơ thủ Mao đệ. Ôi giời ơi. May là ôi giời ơi. Thế này có tính âm vi không nhỉ? Có. Âm vi chứ. Ôi giời. Vâng, thế nào? Đây, con ăn thua rồi. Ơ vẫn còn mà. Một đống lẻ đang tụ ở đây này, không phá ra thì hết. Cái này không được, còn 5 rồi. Cắt được 5 rồi, chết thì chết. Câu này chỉ có phá ra cho nó. Đúng rồi. À, mau lại bắn đi. Mau lại bắn 13 sẵn nha. Chạm vào đít là chết, cơ sở trường. Quánh thả không ra. Thế thì đang 9, cơ sở trường 9. Ê, thầy chọc đâu đấy. Đấy, đi nào chết. Bỏ hai ra vào đấy. Không rồi đấy. Bắn đi ở anh cửa. Được đấy. Cơ sở trường. Đấy, thầy thả đâu. Cơ sở trường ấy. Không mất đầu rồi. Được đấy. Một tay. Vâng, một pha khinh thường đối thủ của Mao đệ. Phải nói là khá khinh thường đối thủ. Tôi sợ đấy, phải đùa đâu. Bảo một giờ tôi sợ đấy. Đánh con gì? Đánh con 15. Cứ 15 không ăn được. Không ăn được. Ăn cuối. Ăn cuối, đánh con gì? Đánh gì kiểu gì? Đánh kiểu gì thì đánh. Đấy là cũng ác đấy. Phá. Ôi đồ, bên đấy là thua rồi. Ôi, quên mất đánh hết là thua kẹo gì. Đó. Đánh là phải bố kèo. Đánh kèo. Thôi vàng sau. Vàng sau. Đánh luôn đi. Ôi, còn ai mà trượt nữa rồi. Đánh lẻ, đánh trước rồi mà này. Đánh chẵn lẻ. Đâu rồi, xong rồi. Hết xong rồi. Ừ. Thôi, anh lẻ, ăn gì đi, ăn gì đi. Chết. Xong rồi đây. Chết, 15. Anh làm tiếng. Tôi biết đánh đâu. Thế thì anh là bên huấn luyện viên thôi. Tôi là anh bên huấn luyện viên. Thế hai đó mọi người. Em là một người bắn rất gà nhưng mà theo cái câu này thực sự là rất khó. Thế nào? Để ăn.
Mao Đệ mà ngoan con gì là hết bàn đấy nhá. Bảy đúng đường. À, lại nhầm con 15 rồi. 15 không ăn được. Điều thôi, điều thôi. Thế cho nó cạn đi được. Mao Đại yêu 15. Nó bắn rồi, nó bắn rồi. À, pháo thủ thành dâm thấp đã lên tiếng. Sao phải đánh điểm thì nó mới chết. Chết nó dưới. Ui, dưới nữa. Đói, tôi ăn thử rồi. Nhưng bà này cân rồi đúng không anh? Bà này chưa cân. Chưa cân. Chưa cân, bảo sao. Cân luôn. Đường đi bảo sao. Sao em thấy đường đi? Cân nó bị lấy. Gạt thế. Thế thì phải cân lên mà chơi cho nó cẩn thận chứ nhỉ? Ê, hôm trước thì cân rồi. Cân phải có thợ ấy. Đó như người ta có thợ đi. Nhìn bóng đi kiểu đang thẳng nhưng mà lại đánh võng rồi biết. Rất chuyên nghiệp. Nhưng mà anh chỉ xì. Các bạn ở đây có lẽ là phải đứng trước mặt, đứng đối diện đấy. Có nghĩa là thóc thì nó chỉ có bắt đạt được tôi trên bia thôi chứ còn đâu không bắt đạt được ai ở đây cả. Ờ, tôi cũng vậy. Ở nhà tôi bắt được một nửa xóm mà anh đúng số anh. Ừ. Đúng rồi, đúng chỉ đúng mới rồi. Còn không ăn được cái gì. Ôi, gặp phải còn hai con nữa. Trời ơi. Nhà bán đen nắm bàn cân chuẩn là đeo bán rồi. Ôi giời. Điên nhỉ. Mấy đại ca. Xử lý. Ôi thế bà. Xử lý anh em. Số hiện tại đang là 42. 4 này. 32. Được đấy. 5 thôi. Phải chết 3 thôi. Bì đi rất đáng yêu. Nam vào đây đánh võng ở đây. Ôi. Ấy. Ấy. Ấy sao nhỉ. Hôm nay chưa ăn sáng. Ăn sáng ấy nhỉ. Cũng chắc cũng chưa ăn sáng. Chết đi cho tao sổ cái. Bây giờ bắn chả thì chết gì. Rúi đi, rúi tám đi, rúi xuống, à. Rúi thẳng tắp đi. Rúi lệch lệch là lập. Một pha rất rùa. Một pha rất rùa. Kéo gãy. Xịt rồi, phát ra là xịt. Hay quá nhỉ, hay quá nhỉ. Ghê quá nhỉ. Đèn đánh bèo chưa tắt không? Điện thoại. Xịt. Vâng, một pha xử lý rất cồng kềnh, đánh nhầm vào cái bật lửa. Em ăn con gì anh được? Mày ăn được con gì thì ăn. Lại đánh 15. Đấy, đừng có đánh 15. 15 nữa. 15. Ba. Đánh 15. Nhưng mà con 15 nó lại cứ qua tay. Không ba được. Thế mình đánh chặn được con nào? Đây, mau đệ. Không có tay. Thế thì đánh 15 nhỉ? Đánh 15 đi. Cho đánh cả. Xin đấy, xin của đấy. Tỷ số hiện tại là bên Ma Tama TV là thua đấy mọi người ạ. Rồi. Của đi đâu được. Chẳng làm được cái gì, ăn mỗi con bả. Bả nhỉ. Ấy sao phải ăn con đấy là con chung. Con 15 là con chung, con chốt. Có 15 quân. 15 quân chia đều ra mỗi bên 7 quân còn một con ăn thế. Thế thế. Kèo này hơi khó chơi rồi. Anh béo này không chèo. Anh mắc kẹt chỗ này ngay. Ôi này, rồi. Này, Thắp ơi. Chạm 15 đi. Ôi chết chết đáy luôn. Rồi, đánh con 1. Còn gì nữa em? Anh bốc một con. Bốc một con. Bốc một rồi anh. Con thôi. Chúng anh bốc 2 đấy. Rồi, quả là em bốc 2 chứ. Chết cái, chết cả kia. Trượt nữa. Trượt nữa. Đập 15. Ở trên đập 15 thì chỉ mong một. Thôi là như này mà. Xít làm sao? Ê, thì sao đâu, người mình với mình này thì xếp một bản lên kể để đấu lại. Tỷ số này cứ đoạn còn một đều. Tỷ số á? Tỷ số là thua rồi. Đánh điểm dễ đánh hơn. Tỷ số là... Mỗi bên sóng điểm. Tỷ số là thua rồi. 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 Sao đánh điểm nhá? Đưa đi. Má đại ca, chiến đi. Chiến.
thấy vẹo đấy, thấy vui rồi. Đang rất là gay cấn. Chiến. Vâng thưa quý vị các bạn. Ông đây ông Tháp ạ, ông mà không chiến con này nữa thì ông đi luôn đấy. Đâu làm thế? Được rồi. Nhẹ nhàng tình cảm, may xỉa giống anh ấy. Bấm cái xuống nhá. Đúng con kìa. Ui sang. Vâng, chúc mừng bạn nhá. Dạ. Cho phép mau đệ nằm hẳn lên 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 bàn. Ai à? Đánh mạnh mà. Gót gót đấy hả? Con này nó gót. À nó chạm rồi. Ôi chứ mà còn luôn. Mở đường rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Anh đang bình tĩnh nhá. Có. Bất xê lá bùm ba lá bùm ba lá bùm ba lê bùm ba lê. Đánh điểm nhá. Đánh cứ con nào gần đánh thì đánh được một. Đánh đánh điểm con nào ăn cứ cộng đến 60 điểm là thắng. Được. Con nào cũng được. Bán thế thì quá dễ. Đấy, bán thế nó mới nhanh được. Ở những người xả Thái đi. Nhá. Ừ. Bao ca thì ra nhá, bay nhá. Ôi trời, hai cơ rồi. Hai cơ. Chết cái, hai cơ. Chết cái đi, hai cơ. Phá không tính đâu mà. À, phá không tính à? Ừ. Chứ cứ tính đi. Không, phá không tính. Đúng rồi, phá không tính. Chưa mở cơ. Ôi ôi bản thiên. Ông bằng rùa tôi bắt đi, rùa thật mạnh. Nếu như ở đây mà phải là ông bằng rùa bắt mạnh người vào trong đi, đánh chắn lẻ đâu. Điểm mà, con nào ăn được mà. Con nào ăn được. À, 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 rùa à, ôi, nó lại 10 vàng. Sổ ôi. Đúng việc rồi, kể cả. Đúng rồi, đúng rồi. Quá siêu. Tôi phải rồi, mày đẩy rùa đi. Hai. Không được đâu. Tí là trên 6. Anh 12 la quán gà ăn gà. À rồi. 8. À rồi. 6 5 4 3 2 1. Hết rồi. Hết 6. Hết rồi. 6 5 4 3 2 1 luôn. Hết giờ. Ui anh ơi, đây này. Ui trời ơi, 7 đi. 12. Ui 7 cũng ngon. 7 xong đến 12. Chết. Vào thử nhỉ. Thế bên mình hình như anh thấy chưa vào quả nào đâu Thắp. Thế 12. Cái 10 mãi thì còn đâu có điểm mà ăn. Ôi dồi ôi. Ôi 12 này. Ôi. Ôi vẫn chết. Vẫn chết, vẫn chết. Ôi dồi ôi kìa. Chết. Nét được mà ăn sớm như thế này. Anh đón gì nữa. Chết rồi. Chết rồi, thằng này anh Thắp thua rồi đó. 14. Lấp vào, lấp vào. Gì? Bắn này nhanh, hở ra rồi. Bắn này hở ra là hết rồi. Bắn điểm chứ không chịu. Thế là hết rồi đấy. Hết điểm rồi. Hết rồi. Bắn mới thôi. Thế là mình thua à? Sao nhanh thế nhỉ? Dâm lên lương vào xem bàn, dâm lên lương. Một đều. Một đều nhá. Cày quá. Anh còn ăn được anh một con. Cực quá, sỉ nhục quá. Cày. Cày quá. Trắng bàn thế này. Anh Thái. À. Chết thật. Ôi giời, còn chết. Ôi giời, chết 14. Ôi giời. 13 này. 13 xong ăn 15 xong ăn 14. Ôi giời ôi, hết điểm luôn. Hết điểm à. Đánh đấm gì nữa. Này tôi chết đâu kìa. Đấy. Chết. Ôi giời. Chị 14. Đường kìa. Các bạn ở đây tôi là người duy nhất không biết đánh bia. Mất đường rồi. Vâng, và tôi với anh Beo đang vẫn không biết nói gì. Bởi vì là thua từ nãy giờ ai bán rồi. Ui. Vâng, thưa quý vị. Để anh đi. Đường. Dạ. 14 anh ạ. Đưa 14 để thở. Ôi. Con này, con này. Không anh. Rồi, con địch rút rồi. Còn em, anh ạ. 14. Con địch rút rồi. Đừng đánh vào, đánh vào mép đấy nhá. Trời ơi, Mao đệ. Bao điểm rồi nhỉ? Thua rồi, bao sai nhỉ? À, 15, 13, 14, 15, 42 với lại con gì nhỉ? Thấy mẹ rồi. 45 là 47 điểm rồi, còn 13 điểm nữa. Thì ăn con cái thóc sắp sửa thua. Không phải tôi đánh nhé, tôi đánh là thắng đấy. Thắng kích chưa? Trước khi cổng cơ ngắn là phải phải suy nghĩ một điều là mình mà đánh trượt con này là hết điểm đấy. Ăn 4. Chết rồi. Hy sinh.
Thế. Thua. Anh sáu. Chưa thua. Không mà thua. Đây là đất của anh em Tam Mao. Hiểu không? Không. Không. Thua. Thế. Thua. Chuyện cả. Hết thì rồi. Thua dám ăn rồi. Thua kinh người luôn đấy. Đấy. Tiếp theo. Em 2-1 đấy bây giờ. Hai người bạn cắt tiếp nhá. Ván này mà thắng thua là hòa. À đúng rồi. Nào, ván này 5 ván đi. Đánh 5 ván đi. 5 ván nha. Được, thắng là thắng chắc à? Ừ. Nào. Đánh 5 ván nha. Ấy, Tiên Vi. Thắng 3 thua 2 là. À, đây đây. Anh không biết xem đâu. Thua là Tiên Vi rồi. Sao này chỉnh chúng ta. Nhưng mà đúng là thường không biết xem đâu. À rồi, lần sau anh xếp đẹp luôn. Ấy da. À ui, đi sao đi sao đi. Không có con nào xuống. Ồ đi à. Chết ba. Ồ đi. Chứ bốn. Chứ bốn. Ok không anh? Không ok thì cũng phải bán này phải lấy thắng về mình chứ. 11 anh. Không chết không làm mèo. À. 8 luôn anh. 25. Hết cơ rồi đấy. 8. 13 nữa này. 25, 33. Lắc rồi. Lắc rồi. Không sao cả. Ta mau đố ăn được con gì ấy. Hai. Vâng, chưa mọi người ạ. Nhìn cơ là biết chưa rồi mọi người ạ. Hấp, hai. Cho chưa khâm phục quả phục luôn nhá. Người ta cắt chết luôn. Mình chưa ăn được con gì. Ôi ơi, chết cay. Chết. Nó lại tan bố đi. Ván này mới gây cấn này. Hết luôn để nghe nó. Khó đấy. Hết. Ôi. Tỷ số mới là. Tỷ số mới là 2 là. Đúng rồi. Còn một ván kết thúc. Ôi ơi. Vâng. Vâng. Một ván tạo dáng rất chuyên nghiệp nhưng đánh không ra gì của anh Mèo. Cá. Vâng và một pha nằm bóng thứ 1 của Mau Đệ. Mình đánh được con nào thì đánh. Vâng. Mình ý kìa. Không có tay nốt. Anh em thì anh em lúc 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 hay ăn con chín anh ơi ăn bốn đi anh mau qua anh phải nhớ rõ là bắn con này anh phải duy lý đấy không là hết điểm á hết điểm à, thôi mày ôi đừng bước vào con chín luôn đi 14 15 ôi rồi 15 là chết cả chưa này 15 là 19 điểm thế thì không còn cơ hội rồi chị hết cơ hội rồi ấy hết cơ hội rồi em thang 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 anh chín chết rồi anh chín chết không chết anh mổ như thế này nó cũng chết này anh đẩy nhẹ nhàng nó vào nó chết không chết xin mời anh em cộng hẳn con người anh em sợ là hay là đánh con ca cho sợ xin mời người anh em mau đây mình vừa được có 19 điểm cộng đây thế nào ấy thế thì đánh con ca đi tao không đánh được cứ đánh đi nó đâu chết à dặn tôi vào vâng và phải nói là một pha điều cơ rất đẹp của cơ thủ Mao Đệ chưa hết điểm dành cho cơ thủ Phú Thóc mọi người ạ và một pha kiến tạo rất đẳng cấp nhưng mà có vào hay không đánh đi xịt hai rồi được ôi anh em có 10 đúng chết hết điểm sao hết điểm hết điểm hoa lại nào điều thế là anh phá anh sao để chung kết này thấp ăn con 10 luôn đúng không ăn con 10 luôn đấy chung kết chung kết được ai để anh xếp cho để anh xếp cho anh xếp à đâu rồi vẫn thiếu bóng không? Vâng thưa quý vị các bạn một pha xử lý xếp bóng rất công kềnh của cầu thủ Ba Tâm không biết anh có thành công không? Thôi để em xếp thôi từ từ để anh đâu vẫn thiếu bóng hất dưới anh chúng ở đây hất dưới anh đó nè rồi vuốt nó phan lên thôi để anh nó được rồi không để không xếp thế là ăn xuân mất một pha xử lý quá công kềnh mọi người ạ xếp thế ăn xuân đấy rồi xuân mai xuân thì xuân ơi xuân đã về mười mười hôm nay anh ạ 15 chết rồi 15 chết rồi còn được 15 điểm cân vào hai 15 điểm 25 điểm
Không, quán gà, quán gà, quán gà, quán gà. Không. Ôi, quán đấy được rồi. Đúng, ba lại quán gà, quán gà, quán gà. Ai đang điểm gì? Dừng. Thôi, khó quá nhỉ. Phát lại tôi ghi rồi. Chết chín rồi, ôi dồi ôi. Xịt rồi đúng không? Đâu? Anh thắng. Đâu? Em. Thế mà ấy. Mày quyết định là cho anh. Chín được không em? Chín được mà. Chín được anh ạ. Chín được. Mạnh cái mà đập vào bảy đi, cho nó ra hết đống đi. Ơ kìa. Ố kìa. Đừng nào, đừng nào. Bảy. Đây là hai cơ đúng không? Hai cơ. Hai cơ. Là có tám. Alo. Thế là thua. Thua chưa? Chưa thua. Chưa, hai cơ. Có tám, chết có tám. Mau đại được quán hai cơ. Ờ, rồi, em ơi. Ôi, nhẹ thế. Không sao. Anh ơi. Không sao đâu mà. Anh ơi. Đánh được không? Tôi đánh. Quy. Đánh Quy. Mình hai cơ cơ mà. Máy. Ôi giời ơi, nhẹ. Mới phát trước còn đánh vừa cò người ta mà. Còn đấy lại đánh mạnh thế. Nào. Một trận đấu rất kinh điển. Vâng, một bắt đầu lại là những pha kiến tạo. Đánh tiếp theo là con 11. Vâng, con 11 đã không vào lỗ. Một pha kiến tạo. À rồi, phải rồi. Mình được bao điểm rồi nhỉ? 25, 18 là 33 điểm rồi. Vâng, một pha xử lý. À rồi. Rồi, rất hay của anh Bèo. Pha xử lý rất hay. Cầu cầy của Mao ca không ăn được con gì. Chín rồi. Con chín có vào không? Rồi rồi. Quả rồi. Thôi chung kết. Gớm nhỉ. Gớm. Vâng, pha chung kết này cũng rất là gây cấn đấy mọi người ạ. Xích ôi ơi ơi. Hết phim, hết xích làng. Hết phim. Xích bản bi à. Ôi, chết sáu. Các bạn cũng thắp một cơ đấy các bạn. Thắng làm vua. Được làm giặc. Thắng làm vua, thua làm được làm giặc. Tôi làm lại. Con này chỉ mai ta bắn được thôi. Con 13 em ô, thằng tắt đi này. Ăn 13 anh. Ừ. Em ăn 13 đi.